Đây là một trong 5 trận đấu của vòng 8 diễn ra cùng ngày. Trận đấu này là việc Lê Thế Cường cùng với Hồ Phúc Tịnh đã nhường chỗ cho các cầu thủ là Võ Hoàng Toản và Tele Alves Marcio, cầu thủ người Brazil mới trở lại sau án phạt. Rõ ràng là Caio không hề nhìn ký hiệu của trọng tài, anh sút thẳng về phía cầu môn của thủ môn Nguyên Mạnh. Thủ môn của Sông Lam Nghệ An đã chơi tốt trong tình huống rồi với một pha xử lý gọn gàng. Hoàng Văn Khánh, Mimovic. Đây là Quang Tình. Trần Đình Hoàng. Pha đi bóng quyết tâm của Trần Đình Hoàng. Không vào! Một tình huống sóng gió thực sự được tạo ra phía trước khung thành của Viettel. Chân sút ngoại của Sông Lam Nghệ An là Tele đã bỏ lỡ cơ hội một cách hết sức đáng tiếc. Đình Hoàng đã đột phá có thể nói là đầy quyết tâm và mở ra được một cơ hội đủ lớn. Đáng tiếc là Tele đã không thể dứt điểm thành công ở cự ly rất gần. Nhưng kinh nghiệm thi đấu của rất nhiều những cầu thủ dày dạn trên sân của đội bóng áo vàng là một điểm khác biệt. Và điểm khác biệt đó hoàn toàn có thể đến bất cứ lúc nào. Nguy hiểm! Không vào! Pha hứng bóng và xử lý ở cự ly gần của Tele. Cú đá vô lê ở góc hẹp. Bóng đã cắt ngang khung thành của đội chủ nhà. Ở góc dứt điểm vừa rồi thì khả năng thành công của Tele là không cao, nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng lại là một pha bóng mà khiến cho hàng thủ của đội chủ nhà cần phải kiểm soát lại tình hình của mình. Duy Thường sau một loạt những tình huống chơi bóng có thể nói là đầy cố gắng thì ở pha bóng vừa rồi phần nào đó đã không chọn được một vị trí hợp lý. Minh Tuấn, Tiến Dũng đã quá nhẹ, không có nhiều những cú dứt điểm thuộc về các cầu thủ chủ nhà ở những phút đã qua. Để thay đổi cho nhau, Trần Đình Đông, Olaha rất nguy hiểm. Pha xử lý nhanh gọn và có thể nói là khá lợi hại của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Nếu như cú chạm bóng vừa rồi của Olaha đi vào trong khuôn khổ khung thành của đội chủ nhà, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Rõ ràng đó sẽ là một thách thức đối với thủ môn Hoàng Thế Tài. Cho dù không chuẩn xác với pha kết thúc cuối cùng của Olaha, ở phong độ đỉnh cao Minh Tuấn luôn có thể tạo ra được những pha bóng chất lượng. Cú đá không qua được hàng rào. Pha xử lý của Nguyễn Đức Hoàng Minh rất đẹp. Gần như là lần duy nhất, lần đầu tiên kể từ đầu trận, Hoa Paulo được đến với một cơ hội rõ rệt như vậy ở tầm cao. Quả lập từ bên phía cánh trái của Nguyễn Đức Hoàng Minh đã loại bỏ tất cả các hậu vệ của Sông Lam Nghệ An, nhưng đáng tiếc là Hoa Paulo lại không chạm được vào bóng. Bùi Tiến Dũng, Trọng Đại, Hoàng Đức, nhà bóng rất hay, chuyển ngược lại, đá bóng, lỗi việt vị, rất đáng tiếc cho cầu thủ áo đỏ, bàn thắng không được công nhận. Đúng là Nguyễn Đức Hoàng Minh đã xuống sớm hơn chút ít so với đường truyền của Hoàng Đức.
Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng. Những nỗ lực cuối cùng của đội chủ nhà Viettel. Trần Đình Hoàng vẫn còn, vẫn còn. Đôi! Không có cú dứt điểm nào từ phía cầu thủ Viettel. Vẫn còn Hoàng Đức. Hết giờ. Trận đấu trên sân hàng đẫy giữa Viettel và Sông Lam Nghệ An đã khép lại mà không có bàn thắng được ghi. Mỗi đội đã có một hiệp đấu có thể nói là hay. Sông Lam Nghệ An tổ chức phòng ngự và tạo ra những tình huống tấn công sắc bén ở hiệp thi đấu thứ nhất nhưng không ghi được bàn thắng nào. Ở hiệp 2 thì Viettel đã chơi khá hơn rất nhiều. Đặc biệt là đoạn cuối, họ có nhiều nỗ lực và với tình huống bỏ lỡ vừa rồi, họ đã đánh mất cơ hội có thể có được trọn vẹn 3 điểm trận đấu thứ hai liên tiếp ở V-League 2019. Nhưng dù sao đi nữa, việc chia điểm trước một đội bóng có kinh nghiệm như Sông Lam Nghệ An cũng là một điều rất đáng ghi nhận với đội bóng Tân Bình Viettel ở giải vô địch quốc gia mùa bóng 2019.